Anh Bắc. Mày đứng lại cho tao. Em xin anh. Hôm nay tao phải đánh chết mày. Hôm nay tao phải đánh chết mày. Anh Bắc. Sao mày mất dạy thế hả Trúc? Mày dám làm tao cái chuyện đồi bại đấy à? Hả? Anh Bắc, em xin anh mà. Đã thế hôm nay tao đánh gãy chân mày đi. Anh Bắc, em xin anh. Chuyện gì đây? Anh Cường ơi, anh cứu em với. Anh tránh ra đi. Để em dạy cho nó một bài học. Có chuyện gì bình tĩnh nói nghe xem nào. Còn Trúc, nó làm sao? Nó chửi hoang. Cái gì? Mày bị ấm đầu đấy à? Nó đang đi học, người yêu chưa có, chửi làm sao được? Anh xem tờ giấy này đi. Hôm nay em mở ba lô ra để bỏ cho nó ít tiền tiêu vặt. Vậy mà em thấy cái dây khám thai này, hỏi nó cả ngày hôm nay mà nó không hé răng ra nói một lời. Chuyện này là thế nào đây hả Trúc? Em nói nhanh, của thằng nào? Em có thai được 8 tuần rồi. Cái gì? Em có thai á? Sao lại có chuyện như thế được? Nếu như anh không tin thì em và anh có thể tới bệnh viện để kiểm chứng mà. Ý anh không phải như vậy. Chỉ là chuyện này đến đường đột quá. Anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Bây giờ mình phải làm sao hả anh? Thôi, em cứ bình tĩnh đã. Để anh tính đã nhá. Mấy hôm nay các anh của em biết chuyện rồi, cứ tra hỏi em về thông tin của bố đứa trẻ đấy. Này, em có khai ra anh không đấy? May quá. Mà này, anh xác định là yêu em lâu dài, nhưng mà đứa bé này xuất hiện không đúng thời điểm. Sao lại không đúng thời điểm chứ? Hay là anh muốn bỏ em với đứa bé đúng không? Không phải vậy. Nhưng mà em cứ thử nghĩ mà xem. Bây giờ em mới là sinh viên năm 3. Chẳng nhẽ em định bỏ học rồi về nhà chăm con à? Em có thể đi học tới lúc gần sinh, sau đó bảo lưu. Sinh con xong em lại đi học tiếp, vẫn được mà. Không được. Bây giờ em đang còn học, làm sao mà có tâm trí để mà chăm con nữa chứ. Với lại anh cũng là nhân viên quèn, lưng ba cọng ba đầu, làm sao mà đủ nuôi em với con. Em thử nghĩ đi. Hay là vài năm nữa anh lên cái ghế trưởng phòng, rồi em ra trường, lúc đấy mình kết hôn cũng chưa muộn mà. Nhưng mà đàn ông mình anh chịu khổ được rồi, anh không nỡ để em với con chịu khổ cùng. Nhưng mà em sợ lắm. Thôi, không phải sợ đâu, cứ tin ở anh nhá. Nội mạc tử cung của cô rất mỏng, bây giờ nếu phá thai sau này khả năng mang thai lại là rất khó. Cô có nên suy nghĩ lại không? Ý bác sĩ là nếu bây giờ tôi phá thai thì sau này tôi có nguy cơ bị vô sinh đúng không? Những người có niêm mạc tử cung mỏng, tỷ lệ mang thai lại là rất khó. Sau này có thể cần phải sự hỗ trợ của y học đấy. Theo lời bác sĩ nói thì rủi ro cao lắm. Em sợ lắm, em không làm phẫu thuật đâu. Nhưng mà theo lời bác sĩ thì em vẫn có khả năng mang thai lại mà. Nhưng mà cần có sự hỗ trợ của y học. Này, em định đi đâu đấy? Em đi về đây. Dù cho anh có không cưới em, anh em có đánh chết em thì em cũng không làm phẫu thuật nữa đâu. Kìa Trúc, đợi anh với. Con khốn, mày dám cướp chồng của tao à? Tao cho mày chết đi. Chị bảo ra, chị là ai mà lại đánh tôi? Bảo ra. Mày còn hỏi tao là ai à? Mày ngoại tình với chồng của tao. Tao là vợ của thằng Tùng Bóm ấy. Chị vừa nói cái gì? Chị là vợ của ai? Mày đừng có giả vờ nữa. Nhìn mặt mày con hiền đất kia mà mày cướp chồng của tao à? Đúng là con hồ ly tinh, cướp chồng của tao, cướp bố của con tao. Nhưng mà anh Tùng anh ấy nói với tôi là anh chưa có vợ cơ mà. Gãi đĩ giả mồm, để tao vạch cái mồm mày ra xem mày còn cãi được không hả? Bỏ ra, bỏ ra. Bây giờ tôi có nói cái gì thì chị cũng không tin mà. Mày im cái mồm mày lại. Bỏ ra, bỏ ra. À, này cô kia, cô là ai đấy? Sao đánh em gái của tôi? Em gái của anh mồi chài dụ dỗ chồng của tôi. Đã đủ lý do để xé xác nó ra chưa hả? Này, vậy thì cô về cô dạy lại chồng cô đi. Bản chất thì tệ bạc, với lại cô phải trách bản thân mình vì không quản lý được chồng. Chứ cô không có tư cách sang đây mà đánh em gái của tôi. Em gái anh cướp chồng người khác, anh không dạy dỗ đàng hoàng, đứng đây mà bênh vực à? Đúng là cá mè một lứa mà. Này, chị nói cái gì thế hả?
chị nói tôi thế nào cũng được, nhưng mà tôi cấm chị không được nói anh trai của tôi như thế. Tao cứ chửi hai anh em mày đấy, đúng là ngơ tầm ngơ, bá tầm mã mà. Đúng là lỗ mất dạy, lỗ vô đạo đức. Thôi Trúc, mày đừng để tao gặp mày nhá. Tao gặp ở đâu rồi tao đánh trở đấy nghe chưa. Mày thấy đẹp mặt chưa hả Trúc? Mày ngủ với chồng người ta để bây giờ người ta sang nhà đánh ghen. Mày nói xem, bây giờ tao ra đường tao biết nhìn mặt ai cơ chứ. Bao năm qua tao với anh Cường làm lụng vất vả, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để nuôi mày, mong mày có một cuộc sống tử tế. Vậy mà mày nỡ lòng nào đối xử với tao với anh Cường như vậy hả? Thôi, giờ khóc có giải quyết được vấn đề gì nữa đâu. Anh Cường, em biết là em sai rồi, nhưng thật sự em không biết người ta đã có vợ. Nếu như em mà biết người ta có vợ như thế thì em sẽ không làm như thế đâu. Anh tin em. Anh tin em? Anh tin em thật à? Đương nhiên là anh tin em rồi. Anh nuôi mày từ bé tới lớn, chẳng lẽ anh lại không biết à? Anh tin em, nhưng mà anh Bắc không tin em. Ngốc ạ, thằng Bắc đương nhiên là nó tin em rồi, nhưng mà chẳng qua là nó không biết thể hiện thế nào, cho nên nó mới có biểu hiện cực đoan như vậy thôi. Liệu anh Bắc có tha thứ cho em không anh? Có chuyện gì đi chăng nữa thì mình vẫn là anh em mà, làm sao các anh có thể bỏ em được chứ. Thôi đi vào nghỉ đi, em không nghĩ cho em thì cũng phải nghĩ cho đứa bé chứ. Nghe lời anh, đi vào nghỉ đi. Cậu là Tùng đấy à? Vâng, là tôi đây. Mà anh là ai đấy? Tôi là anh trai của Trúc. Anh là anh trai của Trúc ấy ạ. Anh tìm tôi có việc gì không ạ? Cái đấm này tôi đấm thay cho Trúc. Còn cái đấm này tôi đấm thay cho đứa con trong bụng nó. Tôi cảnh cáo anh, từ giờ đừng đến gặp em gái tôi nữa. Nếu không, đừng có trách tôi. Dạ vâng, tôi không dám nữa đâu ạ. Em ăn cơm chưa? Nếu là anh có tâm trạng ăn cơm không? Này, có chuyện gì à? Hay là đứa nào dám láo với em? Để anh đi xử nó ngay nhá. Anh sống giả tạo như thế, anh không thấy chán à? Em đang nói cái gì đấy? Anh không hiểu. Tôi biết hết rồi. Nhưng mà em biết cái gì cơ? Tôi quyết định rồi, mình ly hôn đi. Này, em nói cái gì đấy? Anh ngoại tình, không có tư cách gì nuôi con cả. Với lại không có tư cách gì ở trong ngôi nhà này đâu. Chuyện này... Tôi hẹn anh ở trên tòa đấy. Này, Trúc ơi, Trúc ơi, Trúc, sao em chặn số của anh? Bỏ ra. Tới bây giờ mày còn hỏi tôi được câu đấy à? Anh biết là anh sai khi đã nói dối em. Em cho anh một cơ hội được không? Bỏ ra. Anh đừng nói thêm câu nào nữa. Tôi chỉ cảm thấy ghê tởm anh hơn thôi. Em đừng nói như vậy mà. Em muốn đẻ con ra mà nó không có cha à? Con tôi, đứa bé trong bụng chỉ là con của một mình tôi thôi, không liên quan gì tới anh hết.
kể từ giờ phút này nó không có sự kiện gì liên quan tới anh hết. Chúc, anh xin em đấy, em tha thứ cho anh đi mà. Anh đã ly hôn rồi, bây giờ chúng ta có thể về sống bên nhau mà. Bỏ ra, đừng nói nữa, tôi không muốn liên quan gì tới anh nữa, đi về đi. Chúc, xin Phùng em cho anh một cơ hội thôi mà. Phùng tôi ra. Mày đang làm gì vậy Chúc? Anh nghe em giải thích đã. Mày đúng là cái loại không có liêm sỉ mà. Mày cút đi cho tao. Hôm trước vợ nó đã kéo sang đây và đánh ghen, hàng xóm láng giềng người ta dị nghị, vậy mà mày vẫn chưa thấy đủ à? Hôm nay mày còn kéo nó đến nhà để tằng tịu nữa. Anh Bắc, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Tao với anh Cường đã nuôi mày ăn học như thế nào, vậy mà bây giờ mày bôi cho chắc cháu lên mặt bọn tao như thế à? Đúng là thằng Bắc này không có một đứa em gái như mày mà. Anh Bắc, anh đi về đi. Em gái chót dại, không còn mặt mũi nào nhìn các anh nữa. Ngày tháng sau này, em sẽ tự chăm lo cho bản thân thật tốt. Các anh không phải lo cho em nữa đâu. Cảm ơn các anh vì đã luôn yêu thương, che chở cho em. Anh Cường ơi. Cái gì thế? Con Trúc, nó bỏ đi rồi. Đi đâu? Em cũng không biết nữa, nó gấp quần áo, nó bỏ đi mất rồi. Anh đọc xem. Em đi đây, xin lỗi các anh của em rất nhiều. Anh không cần phải gọi đâu, em gọi cho nó mấy chục cuộc mà nó không nghe máy. Thế nó gọi cho bạn bè nó chưa? Em có đi hỏi rồi, nhưng mà không ai biết nó ở đâu cả. Nó đang bụng mang dạ chửa như thế, đi đâu được cơ chứ? Lỡ chẳng may bị lừa rồi bán sang biên giới thì sao? Anh đừng có dọa em. Ta không dọa đâu, mà cũng tại mày đấy, suốt ngày chỉ chiết nó như thế. Nhưng mà em tức, không chịu được. Thế bây giờ mày thấy hậu quả của nó chưa? Thế bây giờ phải làm sao đây anh? Có khi nào con Trúc nó nghĩ quẩn không? Bây giờ con Trúc làm sao thì mày ăn cả đòi bác ạ. Chia nhau ra mà đi tìm chứ còn gì nữa. Đi. Em định bỏ đi đâu thế? Em không còn mặt mũi nào mà nhìn các anh nữa. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, bây giờ em bỏ đi thì cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu. Nhưng em không muốn mỗi lần anh Bắc nhìn thấy em thì anh ấy lại thấy khó chịu. Em sống với nó 20 mấy năm rồi mà em còn không hiểu tính nó à? Thằng đấy nó khẩu xà tâm Phật, chứ nó cũng có ý gì đâu. Nó thương em lắm đấy. Nhưng cái gì? Thằng Bắc nó mắng em được ngày 1 ngày 2, chứ có mắng được em cả đời đâu mà em lo. Thôi, bây giờ em cứ về nhà đi, cứ đi học tiếp. Khi nào sinh con ấy thì bảo lưu kết quả lên 1 năm, sinh đẻ xong thì lại đi học. Anh sẽ nhận nuôi đứa bé. Em yên tâm, anh sẽ nuôi nó lên người mà. Em... Về nhà thôi, đừng có bỏ đi như thế. Thôi, về nhà đi.